Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin trình bày về là mô đun ba trọng kiếm và mô đun 4 thiết bị đoạn. Đầu tiên ta lấy ISO 18F4550, ISO B4533. Ta kết nối hai ISO này với nhau. Cấp nguồn cho ISO 18F4550. Nếu ta lấy ISO 74595. Chúng ta điện trở là 330 ohm. Tôi sẽ thay nó là vô cao. Đây là vô địch là vô 6 và vô 7. Một kết nối đơn giản hơn. Vô 6 thay nó với trang OE. Vô 7 thay nó trang data server. Tiếp theo là về mô đun 3 trọng phím. Rồi lấy ISO 74138. Rồi thằng này vừa mắt. Thằng này một cao. Cùng trang RV2 đến RV5. Chúng ta sẽ về hai trọng phím. Chúng ta đánh nhắc.
có một vừa sáu một trăm cái này từ RB0 RB2 đến RB5 không số ba ta đã kết nối phần cứng xong, đây là ba phần cốt, cốt đây đã viết sẵn. Tiền thì có thư viện của ba trạm phím, có một mảng là mã với cây gồm có gồm mà từ 0x00 tới 01 tới 02 tới 03. Khi ta quét những cột từ 0 đến 3 thì xuất ra trang số 0 và số 1, các giá trị là 00, 01, 10 và 11. Trong lúc mà quét từ những cột từ 0 đến 3 nó có nắng tăng bình bờ 2 thì sẽ xuất ra hàng bằng 0, tương tự bờ 3, 4, 5 là hàng bằng 1, 2, 3. Nếu ta có tác động nhắn, tức là hàng với giá trị khác 0xFF thì ba phím được gắn bằng cột nhân 4 cộng hàng, sau đó trả ba phím lại. Thì sẽ qua phần code, khi nhắn một phím trong ba tròng phím thì sẽ dịch, sẽ hiển thị lên led biểu đoạn và dịch từ phải sang trái. Chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Cảm ơn thầy và các bạn theo dõi.